情去隐瞒，对自己旁观，爱到无路可退，心却不甘，迎着风雨奔跑，拖着泪渍，半生未叹。与其说你等我把这一场青春偿还，不如再赌一整看风会不转。爱到错骨扬灰，只在皮肉受，谁能带着伤口还要走出蔷薇，拥抱注定荒芜，遗憾也是种满足，人潮人海之中，我一定找到你。Tập 41。Kiều Úc đưa thi thể của Lệnh Tiệp chuyển về Singapore rồi. Con và Nhược Hòa sẽ lo chuyện hậu sự của Lệnh Tiệp. Dương lão tiên sinh đừng quá đau buồn. Ngày vừa làm xong phẫu thuật, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cậu chẳng phải là cùng Lệnh Tiệp ngồi cùng một chuyến bay đi Đài Loan sao? Bây giờ cậu thoát nạn, gặp nạn không chết, không cần phải giả nhân giả nghĩa đến an ủi tôi. Đối thủ lớn nhất của cậu bây giờ không còn nữa, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tôi luôn coi Linh Tịch là bạn tốt. Trước khi anh ấy xảy ra chuyện, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận, chính là phải hợp tác làm phim, cùng nhau hoàn thành giấc mơ điện ảnh của chúng tôi. Cậu đang nói Linh Tiệp nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn hợp tác với cậu, hơn nữa có thể bỏ xuống được mối tình mà nó không có được sao? Đúng vậy, đổi khổ tâm của đứa trẻ này cũng coi như được hóa giải rồi. Nếu lần này gặp nạn là do ông trời sắp xếp, tôi thực sự hy vọng nó không mang theo hận thù và tiếc nuối rời xa nhân thế. Vậy nên tôi hy vọng có thể hoàn thành di nguyện của anh ấy, tiếp tục duy trì hợp tác với anh ấy. Tôi biết Dương lão tiên sinh là người đứng đằng sau đầu tư, cho nên tôi muốn có được sự cho phép của ngài. Dự định của cậu là tôi muốn đầu tư tiếp quản Nhất Ô. Anh xem Dương Tịnh làm tình nguyện viên dẫn theo bọn trẻ đến cô nhi viện chơi thật là vui. Dương Tịnh thật sự rất có yêu thương. Rất lâu rồi cô ấy chưa vui như vậy. Gần đây liên tục xảy ra những chuyện đau lòng như vậy. Tận mắt nhìn hai người bên cạnh yêu thương cô ấy đều bị bệnh, Linh Tiệp lại đột nhiên qua đời. Những đả kích này làm A Tịnh suýt nửa sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân em không nói ra chuyện này cho Tiểu Ngọc biết. Đối với cô ấy mà nói, Lệnh Tiệp vô cùng quan trọng. Anh nghĩ xem ký ức của cô ấy chỉ còn lại một mình Lệnh Tiệp. Nếu như cô ấy biết Lệnh Tiệp không còn nữa, thì thế giới này của cô ấy trở nên trống rỗng.
Em thực sự lo lắng nếu cô ấy biết được sẽ không sống nổi. Chú nói muốn tiếp quản nhất ô của Lệnh Tiệp, có chắc không? Chú phải biết đây là một vụ làm ăn không trong sạch, không thể tiếp tục làm nữa. Anh khuyên chú đừng dùng cảm tính để làm gì, đi tiếp quản mới hỗn độn của anh ta. Em tiếp quản nhất ô không phải bởi vì giá vé, mà là vì bộ phim hay và một lớp nhân tài điện ảnh ưu tú. Bọn họ đã vì nhất ô dốc sức bao nhiêu năm nay, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu nhất ô sụp đổ như vậy, vậy tất cả tâm huyết ở đây của bọn họ đều bị uổng phí rồi. Em đã xem qua kịch bản của bọn họ, đều là kịch bản có thành ý. Nếu dựng thành phim, mặc dù không chắc chắn kiếm được tiền, nhưng đều sẽ là tác phẩm điện ảnh hay. Em thấy rất đáng để làm. Nhưng làm phim cần đầu tư rất lớn. Chúng ta làm ăn không thể quá mạo hiểm. Hơn nữa anh tin Đồ An cũng sẽ không tán đồng. Thế sự thay đổi, người tính không bằng trời tính. Bây giờ em không muốn tính toán nhiều như vậy nữa. Đây là ước hẹn của em và Linh Tiệp, em phải giúp anh ta hoàn thành giấc mộng điện ảnh mà anh ta chưa làm được. Sau đây các cháu tự mình chơi có được không? Vâng ạ. Tốt lắm, ngoan. Mệt quá. Xem em kìa, mỗi lần đến công viên này em đều chơi rất vui. Lúc đó em, Tiểu Ngọc và Linh Tiệp thường xuyên cùng nhau đến công viên này. Tiểu Ngọc thích ngồi ở đây đối diện với bờ sông để vẽ. Linh Tiệp sẽ cầm theo máy ảnh chụp hoa và cỏ cây. Còn em sẽ chuẩn bị cho mọi người chút điểm tâm. Cứ vô tư như vậy ở cùng nhau cả buổi. Lúc đó thật là tuyệt. Nói đến liền nghĩ tới lúc đó anh và Diên Mai cũng đã từng đến công viên này. Nhưng mà Diên Mai, đó là thời gian mà hai anh em bọn anh nghèo khó nhất, không dám nhìn lại nhất. Em còn nhớ lúc đó em và anh ba, chúng ta cùng nhau đi gửi phim, thường xuyên đi qua bờ sông này. Có một lần bọn mình đi gửi phim, em liền dừng xe đạp ở đây, đứng ở đó ngắm nhìn phong cảnh. Bất ngờ có hai đứa trẻ lại gần, không cẩn thận va vào xe đạp, phim chút nữa bị rơi xuống sông. May mà chúng ta không bỏ cuộc, không thì không có ngày hôm nay. Là ký ức của năm người chúng ta. Tiếc là một người đã không còn nữa. Ngoài ra một người bị mất ký ức. Ông chủ Cố, lâu rồi không gặp. Ông chủ Cố, tôi mong ông đừng giận tôi nữa. Tôi không phải cố ý đối phó với Cố Thị. Tranh giành làm phim với ngài đều là chủ ý của Khổng Minh Tiệp. Lúc đó tôi nhảy sang nhất ô là chịu sự sai khiến của anh ta, gây chia rẽ mối quan hệ kiện sát của tôi, ngài và Lâm Đồ An. Chuyện đã qua hãy cho qua đi, ai cũng đừng nhắc tới nữa, đặc biệt là Khổng Linh Tiệp. Chuyện ngoài ý muốn của Khổng Linh Tiệp tôi cũng rất là lấy làm tiếc. Nhưng chuyện này tôi cũng bị ảnh hưởng. Lúc đó Khổng Linh Tiệp mời tôi hợp tác với anh ta. Anh ta hứa bằng mọi giá phải hoàn toàn chế tác của tôi. Tôi không ngờ rằng anh ta lại lừa lọc. Thì ra anh ta chỉ có tiếng không có miếng, biện cợt gan thỏ, vốn không có tiền để hoàn thành kịch bản của tôi. Còn luôn miệng nói
bản thân hiểu thế nào là thưởng thức nghệ thuật điện ảnh. Anh ta hiểu cái kiểu gió gì? Nhất Ô làm thế nào cũng không sánh được với Cố Thị, Khổng Linh Kiệt. Anh ta sao có thể sánh với sự rộng lượng của ông chủ Cố đây? Hiểu được một nhân tài như tôi chứ? Đủ rồi, tôi không phủ nhận nhân tài với ông. Tôi cũng thừa nhận ông là một đạo diễn vô cùng tài hoa. Nhưng mà hiện giờ tôi vô cùng nghi ngờ nhân cách của ông. Xương cốt người đã khuất vẫn chưa hết lành, ông đã liền nói xấu sau lưng người ta như vậy. Sao một chút đạo nghĩa ông cũng không nói đến? Tôi và Linh Tiệp mặc dù là đối thủ cạnh tranh trong làm ăn, nhưng anh ấy cũng là bạn tốt của tôi. Tôi đề nghị ông nói về bạn của tôi, hãy tôn trọng một chút. Ông chủ Cố, tại sao lại là anh? Ông chủ Cố đâu? Anh ấy vừa về Hồng Kông. Anh ấy đi làm gì? Về nhà. Phim đã quay nhiều ngày như vậy, anh ấy đều không đến xem xét. Anh ấy vội vàng về nhà làm gì? Giờ anh ấy lại không nhận ra anh ấy. Cố Quân nói với tôi, cô có đến Cố gia làm phiền bà Cố. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Sao anh nói khó nghe vậy? Cái gì gọi là làm phiền? Tôi có vấn đề với một số phim, muốn đến thỉnh giáo ông chủ Cố. Vốn chỉ không phải phim có vấn đề, mà là cô có vấn đề. Khó khăn lắm mới có kịch bản để cô phát huy. Cô lại không có trách nhiệm, không tận tâm diễn. Cả ngày không phải điều uống rượu sai làm việc thì không có mặt ở xưởng phim. Cô có biết đầu tư phim này nhiều tiền thế nào không? Làm sao anh biết tôi không để tâm diễn xuất? Tôi vì bộ phim này hy sinh bao nhiêu anh biết không? Đây là sự lựa chọn của cô. Nếu đã quay lại thì nên để tâm mà diễn. Hãy tự kiểm điểm là hành vi của mình đi, đừng suy nghĩ lung tung. Muốn làm gì thì làm nữa, đặc biệt là đối với ông chủ Cố, đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Cô hãy nhớ, cô là diễn viên, anh ấy làm chủ, quan hệ như có thế mà thôi. Anh dựa vào đâu mà quản chuyện của tôi? Anh dựa vào đâu bắt tôi nghe lời anh? Anh còn nói năng linh tinh nữa, tôi sẽ không có tâm diễn nữa đâu. Thím à, phim có hay không? Bộ phim Thiên Hạ Đệ Nhất Đao này là phim của chú Tư. Linh Tiệp đâu? Chúng ta đi xem phim sao? Tím à, chúng ta vừa xem phim rồi mà. Bây giờ chuẩn bị về nhà. Được, về nhà. Linh Tiệp, phải đưa ta đi vẽ. Anh ấy nói ở đó rất đẹp. Tím à, Tím đừng nhớ tới Khổng Linh Tiệp nữa. Ông ấy sẽ không đưa Tím đi vẽ nữa đâu. Khổng Linh Tiệp ông ấy, ông ấy lái xe thế nào vậy? Cho xuống xem đã. Anh làm như vậy rất nguy hiểm. Ồn ào gì vậy? Khổng Nhân Bân, đâm hỗn đồ thì đời là được chứ gì? Cậu xem chiếc xe rách này của anh cũng không đáng bao nhiêu tiền. Thiếu gia, vấn đề không phải là tiền. Xe của cậu lái bừa bãi,
nguy cấp đến sự an toàn của chúng tôi. Theo lý nên báo cảnh sát, thì ra là người của Quốc gia. Vậy thì dễ giải quyết rồi. Quốc gia các người nợ anh em Khổng gia như chúng ta nhiều quá rồi. Và chúng tôi không nợ gì cả. Ông chú tốt của cậu làm hỏng hôn nhân của tôi và Mai Khôi. Chú tôi không có. Là vợ cậu chủ động bán lấy thứ tư. Còn nữa, nhớ năm đó ông ta không từ thủ đoạn cướp đi vị hôn thê của anh tôi. Chính là người phụ nữ đó. Đừng phí lời danh ta nữa. Lái xe. Được. Bà Cố, lâu rồi không gặp. Khổng Liên Tiệp đã chết rồi. Đừng để anh ta nữa. Thím à, thím ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Bà Cố, lâu rồi không gặp. Khổng Liên Tiệp đã chết rồi. Đừng đợi anh ta nữa. Điều là do con không tốt. Nếu con sớm hơn một chút đưa thím về nhà thì thím sẽ không biết được tin Khổng Tiệp chết. Cũng không thể trách con được. Chỉ có thể trách Khổng Tử Bân thôi. Hôm nay em ổn chứ? Chú Tư, xin lỗi chú. Điều do cháu nhất thời sơ suất, để Khổng Tử Bân nói bí mật cho thím biết. Không thể trách cháu. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phát hiện Linh Tiệp mất rồi. May mà thím ngủ một giấc, đều quên hết mọi chuyện. Bây giờ tâm trạng cũng ổn lại rồi. Cô ấy đã quên rồi. Nhưng chú biết cô ấy rất đau lòng, cho nên mới để tâm trạng trút hết lên tranh vẽ. Cháu xem. Bức ảnh cưới này có thể trong lòng cô ấy đã không còn ý nghĩa. Chú Tư, chú đừng giận. Thêm chi là nhất thời mất kiểm soát. Chú đừng trách thêm ấy. Chú chỉ là tự trách mình. Trách bản thân không thể làm cô ấy nhớ người chồng là ta đây. Không thể giống như Linh Tiệp khiến cô ấy vui vẻ. Con gái, mau đến cứu ta. Mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ không phải lại ở Macau? Thu sạch rồi chứ?
Mẹ đã nợ bao nhiêu? 30 vạn. 30 vạn. Con lấy đâu ra tiền để trả cho mẹ? Tôi như bán hết nhà cửa cũng không đủ trả. Yên tâm, có ta, Khổng Nhân Bân. Sao lại ở đó? Anh có thể giúp mẹ em trả nợ, nhưng anh muốn gặp em. Nếu em từ chối, mẹ em sẽ không còn đường về nữa. Bye Khôi. Mai Khôi, mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Nhanh, vào đi. Mai Khôi, ngồi đi. Ngồi xuống. Con xem, Văn Bân đặc biệt đến nhà hàng Loan từ Thái Bình mua cải nướng cho con. Nào, ăn chút đi. Hiếm khi hai vợ chồng con đoàn tụ. Ba người nhà chúng ta cạn ly. Tục ngữ nói, trong nhà im ấm, vạn sự tốt lành. Dân Bân, hai đứa cãi nhau, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa giải, nào cạn ly. Mẹ, mẹ đang dở trò gì vậy? Mẹ là muốn con và Dân Bân quay lại với nhau. Bài Khôi, mau đứng lên xin lỗi Dân Bân. Bây giờ anh dùng một con gà nướng muốn dỗ tôi quay về bên cạnh anh sao? Em là đại minh tinh, đương nhiên không chỉ là giá một con bồ câu. Đây là tấm chi phiếu 30 vạn. Nếu em chịu quỳ xuống nhận sai với anh, anh sẽ giúp mẹ em trả nợ. Anh đúng là tiểu nhân bị ổi, lại lấy mẹ tôi ra để uy hiếp tôi. Anh đừng mơ tôi sẽ nghe lời anh. Tôi sẽ không vì tiền mà bán đứng bản thân. Mẹ, chúng ta đi. Con gái, con gái, đợi một chút. Mày Khôi, Mày Khôi, Mày Khôi. Vậy ai giúp mẹ trả nợ? Cái này con có thể thương lượng với công ty. Em thực sự cho rằng ông chủ cố của em sẽ giúp em sao? Hắn ta chỉ là một người làm ăn, chỉ tiêu tiền vào đầu tư phim ảnh, sẽ không giúp một nữ minh tinh lỡ thời như em đâu. Hơn nữa, em thực sự cho rằng hắn ta thật lòng với em sao? Nếu hắn ta thật sự quan tâm em, sớm đã bỏ người vợ ngu ngốc của hắn rồi. Nếu em mở lời dây tiền hắn ta, chỉ sẽ thể hiện sự thấp hèn của em thôi, khiến hắn càng coi thường em. Mày Khôi, mẹ xin con, hãy vì mẹ mà quỳ xuống với Dân Bân một lần đi. Nếu trong vòng 3 ngày mẹ không trả được nợ, bọn chúng sẽ giết mẹ diệt khẩu. Mày Khôi, mẹ cầu xin con, hay mẹ quỳ xuống. Mẹ, con không thể nào cúi đầu với loại người này. Nếu con quỳ xuống như vậy, sau này con có thể ngẩng đầu lên làm người sao? Được, con không quỳ thì mẹ quỳ. Văn Bân, mẹ thay con gái mẹ quỳ xuống nhận lỗi với con. Xin con đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hãy tha cho hai mẹ con ta. Mẹ không được quỳ, không được quỳ mẹ, không được quỳ. Mẹ bảo con quỳ, con không quỳ, con thấy chết không cứu. Khiến công mẹ luôn thương yêu con, đừng níu con trong tay. Sao con lại không cứu mẹ chứ? Được, vậy mẹ chết, mẹ sẽ khiến lương tâm của con cả đời này sẽ không yên. Mẹ chết cho con xem. Vậy mẹ chết luôn đi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ có thật lòng đối tốt với con không? Bây giờ tất cả những gì mẹ làm không phải là vì nghĩ cho con, mà là điều là dự tính của mẹ. Mẹ, con muốn đi học. Mẹ lại muốn con đi tuyển người mẫu làm minh tinh. Con muốn yêu đương. Mẹ lại đánh con. Sau này con muốn đóng phim rồi, mẹ lại bắt con đi lấy chồng. Bây giờ chồng con ngược đãi con, mẹ còn phải giúp cho anh ta. Con người mẹ là vì tiền, cái gì cũng có thể làm ra được.
Mẹ là vì bản thân mình, cái gì cũng làm ra được. Con nói cho mẹ biết con chịu đủ rồi. Con sẽ không tin lời mẹ nữa. Con sẽ không chịu sự sắp đặt của mẹ nữa. Con sẽ không vì mẹ mà bán đứng sự tôn nghiêm của bản thân mình nữa. Còn nữa, con nói mẹ biết, mẹ đừng lấy cái chết uy hiếp con. Người ích kỷ như mẹ mới không nỡ chết đi. Mẹ, 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 người đâu? Có ai không? Cứu mạng! Mẹ, mẹ, mẹ. Xin lỗi. Xin tiên sinh hãy nhường bước được không? Lâm tiên sinh, mẹ của Michael có phải tự sát không? Nghe nói là bà ấy thường xuyên đi Ma Cao đánh bạc. Có phải liên quan đến chuyện nợ nần? Bây giờ tình hình Michael thế nào rồi? Cô ấy chắc đau lòng lắm. Có thông tin mẹ con cô ấy không hòa thuận. Đây là sự thật sao? Ông chủ Cố đâu? Ông ấy có đến thăm Michael không? Xin lỗi, những câu hỏi này tôi không thể trả lời. Lâm tiên sinh. Mày Khôi, bên ngoài có rất nhiều nhà báo. Ông chủ Phố không tiện qua đây. Ông ấy nói cô có yêu cầu gì thì cứ nói. Anh ấy không đến, có phải sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến phim ảnh của anh ấy? Sao lại thế chứ? Mày Khôi, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đối phó với cánh nhà báo bên ngoài. Xin lỗi, là con hại mẹ rồi. Con không nên cãi nhau với mẹ. Mẹ, con không nên bảo mẹ đi chết đi. Mày Khôi tiểu thư, nếu con ngoan ngoãn nghe lời, phía cảnh sát vừa muốn xác định nguyên nhân cái chết, chúng tôi cần đưa đi khám nghiệm tử thi. Xin cô đừng quá đau buồn. Mẹ, con biết lỗi rồi. Mẹ, Cố tiên sinh, tại sao ngài lại đầu tư vào Nhất Ô? Tôi luôn rất yêu thích phim của công ty Nhất Ô. Lúc Khổng Linh Tịch tiên sinh còn sống, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cùng nhau làm phim. Hiện nay mặc dù anh ấy đã qua đời,
Nhưng tôi muốn hoàn thành di nguyện của anh ấy, làm bộ phim hay nhất gửi tặng cho mọi người. Tại sao không thấy Michael đến đây? Bây giờ tâm trạng của cô ấy sao rồi? Mẹ của Michael tại sao lại tự sát? Có ẩn tình gì không? Có thể nói một chút không? Đối với chuyện này, phía cảnh sát đang điều tra, chúng tôi không tiện bình luận. Nhưng tôi muốn nói một câu, Michael là một cô gái vô cùng hiếu thuận và lương thiện. Chuyện xảy ra như thế này, cô ấy vô cùng đau khổ. Có tin tức nói Michael sẽ trở lại, ngày và đêm dựng quay. Có người còn nói cô ấy nghiện rượu. Đây có phải là sự thật? Ông có dự định thay diễn viên không? Hay là tạm dừng sản xuất? Không. Bộ phim ngày và đêm này là dành riêng cho Michael. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không đổi diễn viên, nhất định sẽ hoàn thành các cảnh quay. Cảm ơn mọi người. Chào buổi sáng ông chủ Khổng. Lau rửa sạch chỗ này, một giọt máu cũng đừng để tôi nhìn thấy. Dân ạ, thưa ông chủ, còn nữa, sau này không cho phép nói với bất kỳ ai về chuyện này. Tôi sợ làm cho khách sợ hãi. Tôi biết rồi ông chủ Khổng. Chị thám trưởng, sớm thế này để đi phá án rồi sao? Hay là đến khách sạn của tôi ăn sáng đi? Không thì tôi mời. Không cần khách sáo, chúng tôi đến để bắt anh. Tối qua ở khách sạn của anh, có người nhảy lầu từ trên cao xuống bị chết. Chúng tôi phát hiện anh có liên quan đến chuyện này. Tình nghi của dính líu đến mưu sát. Mưu sát? Các anh nói nhầm không? Người chết đó là mẹ vợ tôi. Đang yên đang lành sao lại giết bà ta? Bà ta đến khách sạn của tôi tự vẫn. Tâm trạng của tôi rất đau khổ. Có người phát hiện trong tay nạn nhân, phát hiện được hộp chiếc nút trên người của anh. Vị thám trưởng, ông đùa đấy sao? Loại cúc áo này trên y phục mỗi người đều có. Điều quan trọng hơn là chúng tôi có một nhân chứng tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy người con rể tốt như anh mưu sát mẹ vợ. Giang Bân, con hãy giúp mẹ. Con hãy giúp mẹ. Con hãy giúp mẹ. Coi như cả đời này mẹ làm đau lòng người cho con. Trước đây lúc Michael còn ở đây, con bắt mẹ quỳ xuống. Bây giờ mẹ quỳ xuống. Bây giờ mẹ quỳ xuống với con. Coi như mẹ cầu xin con. Bà chết là chuyện của bà. Đừng làm việc tôi. Đuổi bà ta ra ngoài cho tôi. Giúp mẹ đi. Giúp mẹ. Đừng khiến máy tức giận nữa. Bà đi đi. Thả ta ra. Tôi đi, tôi đi. Tôi phải lấy túi của mình đã. Thật là xảo quyệt. Muốn trộm tiền của tôi. Coi như tôi vay cậu. Coi như tôi vay cậu. Bà muốn nó thế nào? Hãy uống hết nó đi. Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra. Cậu điên hả? Cậu đúng là đồ biến thái. Chẳng trách con gái ta không chịu đựng được phải bỏ cậu. Tôi tốt với cậu như vậy, còn nói bao nhiêu điều tốt đẹp cho cậu. Cậu không báo đáp tôi, còn ức hiếp tôi. Sao cậu lại độc ác như vậy chứ? Được, nếu cậu đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đem chuyện cậu đánh Mai Khôi, chuyện cậu chiếm được tài sản của Khổng gia truyền ra bên ngoài. Tôi sẽ khiến khách sạn của cậu mất hết danh dự. Bà muốn chết sao? Quỳ hiếp tôi. Tôi sẽ khiến bà không bao giờ gặp lại con gái ngoan của bà nữa không? Làm gì vậy? Thả ta ra. Thả ta ra. Thế nào? Anh có còn gì để nói không? Đây là mưu sát. Ngày và đêm đã dừng quay một tháng rồi. Chúng ta không thể nào tiếp tục đợi được nữa. Nếu Michael vẫn không quay lại làm việc, chúng ta phải giải tán tổ phim, thay bằng quay những phim khác. Như vậy mới có thể giảm được tổn thất. Không được. Chúng ta không được đối xử với Michael như vậy. Như thế đối với cô ấy quá tàn nhẫn.
Bây giờ cô ấy đã mất hết tất cả, không có hôn nhân, không có gia đình, không có người thân, không có chỗ dựa. Nếu cô ấy không có sự nghiệp thì cô ấy sẽ không thể gượng dậy được. Chúng ta phải cho cô ấy cơ hội để cô ấy hồi phục tâm trạng, quay về tiếp tục đóng phim. Tôi biết anh có lòng tốt muốn giúp Mai Khôi, nhưng tốt hơn hết anh cũng đừng động đến Khổng Tử Bân. Anh ta không phải là bị cảnh sát bắt rồi sao? Trong lúc áp giải anh ta trốn mất rồi. Cảnh sát đang truy nã. Tôi sợ anh ta đến bước đường cùng sẽ chó cùng dứt dậu. Tôi đang lo cái tính có thù ác báo của anh ta. Có khi nào sẽ làm hại Mai Khôi. Không nên lo chuyện của hai bọn họ nữa, tránh khỏi gặp phải tai họa giống như trước đây, suýt nữa hại đến Cố phu nhân. Tốt hơn hết tạm thời anh không nên đi gặp Mai Khôi. Mai Khôi cô ấy sao rồi? Lúc cô ấy gọi điện cho tôi đều khóc suốt, lại uống rượu nữa. Cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi. Tại sao không đến thăm em? Anh nhất định phải để em cầu xin anh, anh mới đồng ý đến thăm em. Có phải anh không quan tâm đến em không? Em đã làm sai chuyện gì? Tại sao tất cả những người em yêu thương đều rời xa em? Em cứ khóc đi. Em không thể trách bản thân mình. Hại chết mẹ em là Khổng Tử Bân, không phải em. Không, là em. Là em hại chết mẹ. Em bảo bà ấy đi chết đi. Em bảo bà ấy đi chết đi. Nếu lúc đầu em chịu quỳ xuống cầu xin Khổng Tử Bân, mẹ em sẽ không chết. Lại là em hại chết mẹ mình. Là em hại chết mẹ. Mẹ em nói đúng. Nếu em sớm nghe lời bà ấy thì sẽ không có kết quả giống như hôm nay. Bà ấy bảo em không được yêu một người đàn ông trưởng thành. Bà ấy bảo em không được yêu anh. Đều là anh, đều tại anh. Nếu không có anh, mẹ em sẽ không chết. Nếu không có anh, cuộc đời em sẽ không thành ra thế này. Em mệt lắm. Em không muốn làm minh tinh nữa. Em không muốn ở đây nữa. Em sợ lắm. Anh đưa em đi có được không? Anh hãy đưa em đi. Anh không biết em vì anh mà phải trả giá nhiều như vậy. Nhưng em không có một mình. Em nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp. Em muốn rời khỏi đây. Biết không? Cầu xin anh đưa em đi. Xem chị từ Singapore mang thứ gì đến cho em đây. Đây là thịt cô. Cái này Dương Tịnh thích ăn nhất. Cuối cùng em cũng nhớ ra chị rồi. Chị còn nghĩ rằng em không cần người bạn tốt này nữa chứ. Từ sau khi em bị bệnh, không ai quan tâm cùng chị nữa. Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Trước đây ba chị bệnh rất nặng, chị rất lo lắng. Không có em an ủi, chị thực sự rất sợ hãi. Còn nữa, chị và Dược Hạ đã đăng hoa rồi. Yên tâm đi, anh đưa Tiểu Thiên đến trường học rồi. Em luôn lo lắng. Em xé đi bức ảnh duy nhất của mẹ nó. Em sợ nó sẽ từ chối em. Anh còn nhớ lúc em rời đi, Tiểu Thiên tặng em cái khăn không? Nhớ chứ, đương nhiên em nhớ rồi. Mẹ, bên Hồng Kông thời tiết lạnh, con mua cho mẹ một chiếc khăn. Mẹ giữ ấm bên người nhé.
Em thật sự rất cảm động. Đây cũng là nguyên nhân em đồng ý quay lại tiếp nhận anh. Em yêu à, vậy chúng ta cần tổ chức buổi hôn lễ không? Tiểu Thiên, mỗi lần đều hỏi tới em. Nàng nói lúc còn nhỏ em thương yêu nó nhất. Đúng rồi, lần này chị quay về là giúp dịp Mai xử lý chuyện của hội từ thiện. Buổi chiều bọn chị sẽ đến trường học quyên góp sách. Hay là em cũng đi với chị được không? Em muốn vẽ xong bức tranh này. Tiểu Ngọc, em vẫn đang nhớ công viên này hay là đang nhớ Linh Tiệp? Linh Tiệp ở đâu? Hiệu trưởng Lưu, đây là sổ sách mẫu mà chúng tôi chuẩn bị cho bọn trẻ ở học kỳ sau. Bà có thể xem qua. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ in số lượng lớn. Được, cảm ơn các vị. Đừng cách sáo. Hội từ thiện cố thì chúng tôi sẽ quyên góp một trường mới. Cố dịp Mai tiên sinh muốn nhờ hiệu trưởng Lưu và hiệu trưởng có ngôi trường mới trao đổi một số kinh nghiệm, không vấn đề gì. Cố tiên sinh nhiệt tâm làm chuyện công ích như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Tím à, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Tím ơi, chúng ta chia nhau ra tìm. Tiểu Ngọc, xin hỏi cô chị Mai phu nhân có đến đây không? Tím ơi, Tím ơi, Tím ơi, tôi Hãy subscribe.